cha mẹ của mình, học tập tấm gương tốt của quý thầy cô giáo để các em có thể trở thành những người tốt, ít nước lợi nhà và cống hiến cho chúng sanh, cống hiến cho thế giới, hư không pháp giới, phát đại tâm. Không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ. A Di Đà Phật.